Hello, người anh em cho tôi xin 15 giây nha. Hiện tại tôi mới lập cái bốc chat thông báo lịch live và những việc quan trọng. Nếu anh em nào muốn tham gia thì ấn phần mô tả hoặc là phần ghi tiêu sử nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên ấn like và subscribe cho tôi nha. Hello em Bốc ơi. Hello anh Gấu nhá. Lâu rồi thì em chưa solo squad trung ranh của anh. Chương trình hay là gì Vũ? Dám chơi không em? Trời ơi, thì cũng chơi thôi. Sao đâu. Wow. Nhưng mà anh sợ anh chịu không nổi chứ. Nổi thôi, vào vui là chính Gấu à. Mà có tiền thì vui hơn. Á đầu. Lại em ai chơi tấu hài đi. Ok thì lâu lắm rồi số 4 chưa solo squad trong rank của mình. Ở chương trình hay là gì Phú. Hôm nay chúng ta cùng xem số 4 bắn nào các bạn ơi. Chuẩn bị cho em ơi, vào cho em ơi. Thoải mái đi Gấu ơi, thoải mái đi, thoải mái đi. Ý đá chưa? Trời ơi, vừa bắn mình vừa đái luôn sao đó. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi thì số 4 có solo squad trong trận của mình. Nói thật với anh em thì tôi cũng tự tin rằng trận này số 4 sẽ không làm được. Một kinh đó anh em à, đừng đùa. Chỉnh cam này cho anh em dễ nhìn nha bạn. Cam này nó hơi khó nhìn. Cam này đẹp trai, mặt lét lú không bạn. Nấu kiều có người luôn. 6 kill là số 4 xấu, xấu dậy rồi. Đúng không? Top 1 còn được tiền. Làm gì đây? Số 4 làm gì đây? Và đây là vị trí số 4. Số 4 chúng tay rồng bay không bố. Bay rồi, thật kia bay rồi. Ui, chỉ là 1 người, 2 người. Làm gì đây? Đủ súng nhanh kinh rồi nè, 7 kill rồi anh em ơi. 7 kill là số 4 của 7 lớp rồi. Quá là khét. Nhưng quan trọng phải top 1 nha. Không top 1 không lấy được. Tại sao mà một cái con người mà tài năng thiên bẩm như thế này mà lại không có người yêu à? Vô lý. Việt Nam anh em nào muốn solo squad trong Rainbow không? Hả? Cũng giống như C4 không? Bữa nào mình livestream lên 2 sĩ đi ha. Đó là đó đến 2 sĩ bảo là em muốn solo squad để lấy quanh 10 củ, 100 củ giống như C4 hả? Được á, anh em mà làm giàu cũng khó. Nếu mình có kỹ năng. Đúng không? Còn không có kỹ năng mà lên solo squad làm gì đúng không? Bữa trước những mấy robot này có mấy thằng tôi chơi lên rank nó thường thường nhảy nhảy lên mấy robot này. Bữa trước mà còn sự kiện mà 7 tuổi sinh nhật á. Số 4 này cầm khẩu M1014 3 chip. Cái khẩu số 4 này là số 4 cầm là không phải là cái mọi người không phải là khẩu súng này đâu các bạn. Nó đổi skin á, hiện tại khẩu số 4 này cầm là khẩu súng level 8. Tốc độ nhanh này chắc không phải tôi cũng level 8 rồi. Tốc độ nhanh như thế này chắc chắc là bồ một con bốn nhanh rồi. Nhanh chắc rồi. Má bú thì không lấy cái đồ bồ kia rồi. Má bú. Má bú. Killing spree. Má nè. Trên này like mấy người có 2-3 ngàn người coi sao mà kêu cứu được. Giờ chứ có mẹ ơi cứu con đi, bắn mà xin đái đâu quần luôn. Bắn kinh thiệt anh em. Ok, số 4 có 10 kill rồi. Tương đương với 1 triệu đồng các bạn. Trận này còn 19 người thì làm sao mà nó ly hết map được. Nó mà ly hết map rồi phá kỷ lục năm vừa rồi. Tôi coi kêu bằng cụ luôn á. Bữa giờ anh em biết không cái xe màu xanh lá cây, màu xanh nước biển không? Xe đó như nó mất skin rồi đúng không? Sao tôi đi thấy xe đó, tôi không thấy cái xe đó có skin đó. Ngày xưa tôi nhớ xe đó có skin mà ta. Gà rén hết chuyện cho skin xe nữa. Ôi xong rồi luôn. Con này ở đó. À đạn ở. Đạn ở Hà Nội mà dân người ta Sài Gòn luôn. Xấu quá. Chết, ôi đổ. Mà nó bị chết không chứ? Bỏ.
Vũ với ông Linh Si Vũ anh em à. Vũ tưởng là bỏ chạy các bạn. Nhưng mà thằng kia đúng cáo. Thấy tên số 4 phát luôn. Chừng tội luôn. Ôi số 4 thầy giọt giọt giọt. Phát luôn. Nó vừa bắn mà nó vừa suy nghĩ ra nhiều cái. Có đỡ thì cái đúng không? Hai kêu rồi đấy mọi người. Cú kinh thiệt anh em à. 13 kêu rồi, bóc một cú 3 rồi đấy. Má, kinh thiệt anh em à. Vãi đạn thiệt. Xong rồi xong rồi luôn. Bảy viên đạn luôn đỡ. Thì đúng rồi, nó đang xài khẩu này các bạn à. Khẩu này bảy viên đạn nè. Nó mà khẩu khẩu chiến tranh thì chỉ có 6 viên thôi. Nãy nó bắn 7 viên các bạn. 14 kill rồi. Có mờ bay nè. Má thì cái gì vậy? Ủa bắt hả? Ủa 15 kill rồi anh em ơi. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Má thì cái chết đó nó không có lại rồi. Xong rồi anh em ơi. 15 rồi. Kỷ lục kill của số 4 mà đảo thiên đường là 26 kill. 26 kill mà trên trình đại là số 4 đó nha. Trận này tôi nghĩ tối đa là tầm 20 kill thôi. Ui, cá luôn anh em, cá với super rồi. Trên đồi có luôn. Trên đồi dưới đồi có luôn. Đồ có mọi người. Cáo anh em, cáo cáo buộc kia súng luôn anh em. Má cáo không, quá cáo rồi. Killing spree. Quá thầm nhò, quá thầm nhò rồi. 16 kill rồi, 16 kill rồi, một cũ xấu. Tấm một thêm một cũ nữa. Chơi luôn rồi, chơi luôn rồi. Chơi luôn rồi, chơi luôn rồi. Chơi luôn rồi, chơi luôn rồi. Chơi luôn rồi. Nè mà cái đó gọi là thoát xin. Oh, quá khủng khiếp anh em à. Ồ mẹ ơi, con này coi gì vậy? Con này coi quái quỷ gì trời. Ồ ồ
thằng luôn em ơi. Má cái quái quỷ gì đó đang diễn ra hay trời. Trời đúng, tôi không tin vào bắt mình luôn các bạn à. Trời ơi. Má cái quái quỷ gì trời. Để gọi nó nói chuyện thôi, để nói chuyện nó coi. Sư bố ơi, cho anh phỏng vấn em một tí được không bố? Thoải mái đi anh Gấu ơi, thoải mái đi. Làm sao mà em có thể thoát rắc xin ngay chỗ mà cái khu vực mà cái nhà mà bốn thằng nó dí vô ngay không cách hẹp vậy đó. Em đặt keo, em lấy xe em chạy á. À, quan trọng là anh may, anh may. Trời rồi rồi. Đù quá, anh không tin là mày có thể top 1 cái pha đó luôn á Tứ à. Mày là người hay là quỷ vậy? Trời ơi, đầu tiên em chắc anh may thôi anh Gấu ơi, anh may thôi. Trời ơi là trời thiệt đó chứ. Má tôi không tin luôn anh em à. Ngồi coi pha mà. Pha cuối hết kèo nữa. Trời ơi pha cuối chúng nó đuổi em hết kèo. Tưởng là xong rồi đó. Pha đó em bật Juno lên đúng không? Cái pha mà em chạy lên cầu thang đấy. Ừ. Là hết kèo rồi. Không đã hết kèo rồi. Tưởng chết rồi đó. Ý là anh hỏi cái này cái. Em bắn gì em có rumo em? Trời ơi thì bình thường cũng... Hơi run nhưng mà run ở mông anh Gấu à. Do ngồi nhiều quá đau mông chứ. Quá kinh thiệt. Sừng đèn, sừng đèn. Một chàng bó tay cho bố các bạn.